Người phụ nữ này đang rất lo lắng và sợ hãi vì cô biết rằng bản thân mình sắp bị giết chết, còn hung thủ lại chính là hai đứa con thân yêu của cô. Chỉ thấy hai anh em cùng nhau ấn mẹ mình chìm từ từ xuống nước, không lâu sau nước đã từ miệng tràn xuống phổi người. Mẹ bắt đầu điên cuồng giãy giụa nhưng hai anh em thấy vậy càng dùng lực mạnh hơn nữa, cho dù thế nào cũng không buông tay, nhìn qua ai cũng tưởng rằng họ đang muốn mưu sát mẹ mình. Nhưng thực ra họ đang cố cứu lấy mạng sống mong manh của người mẹ mà thôi. Vậy chuyện này là như thế nào? Xin mời cả nhà cùng tôi theo dõi bộ phim cực hay này nhé! Jill là bảo vệ cho một bệnh viện trong thành phố. Vì chồng đã mất trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên gánh nặng kinh tế đè hết lên đầu của cô. Để có thể kiếm thêm thu nhập, Jill phải lén lút ăn trộm thuốc giảm đau đã hết hạn rồi bán cho đám ma cô trong xóm. Hiện tại cô sống cùng hai người con và bà nội, anh cả tên là Noah còn cô em út tên Matilda. Trong lúc chờ hai đứa trẻ đi học thì đột nhiên một cơn bão mặt trời quét ngang qua trái đất khiến toàn bộ thiết bị điện tử đều ngưng hoạt động. Lúc này một chiếc xe mất lái bất ngờ đâm vào xe của Jill khiến chiếc xe rơi xuống sông. Nữ chính cùng với cậu con trai cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi xe. Nhưng khi ngoi lên mặt nước lại không thấy con gái đâu. May mắn thay cô bé Matilda đã được hai nhân viên cảnh sát sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Jill lập tức đưa các con vào bệnh viện để khám, nhưng tất cả các thiết bị y tế đều không thể hoạt động. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả đó chính là những bệnh nhân hôn mê sâu lại bất ngờ tỉnh dậy. Rõ ràng chuyện này chẳng hề ổn tí nào, không có điện cũng không có mạng internet hay điện thoại. Con người trở về thời kỳ đen tối, thứ giúp họ có thể nhìn thấy vào ban đêm chỉ có thể là những ngọn nến hoặc ánh trăng. Mấy ngày đầu tiên mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích vì không phải đi làm nữa, họ còn tụ họp lại một chỗ mở tiệc xuyên đêm. Nhưng dần dần họ nhận ra mình đã mất đi khả năng ngủ từ lúc nào không biết. Tuy nhiên, nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Jill phát hiện đây chính là cơ hội kinh doanh giúp cô đổi đời trở thành bà hoàng có nhà lâu xe sang. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức đến bệnh viện để nhảy một lượng lớn thuốc an thần. Nhưng thuốc còn chưa kịp mang ra ngoài thì một binh sĩ đã xông vào trong. Tưởng đâu sắp được ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ Juventus rồi thì may mắn thay bác sĩ Murphy bước vào. Nhận ra người quen nên bác sĩ đã kêu binh sĩ rời đi. Jill nói rằng mình chỉ muốn lấy ít thuốc về để giúp những người đang bị mất ngủ. Thế nhưng Murphy lại nói mọi việc tệ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ cho dù là bất cứ yếu tố ngoại lực nào cũng không thể khiến mọi người đi vào giấc ngủ. Kể cả thuốc có dược liệu cao cũng bó tay chấm cơm. Nếu không tìm ra được phương pháp chữa trị thì e rằng vài ngày nữa thôi con người sẽ hoàn toàn diệt vong. Nghe thấy vậy, Jill ngay lập tức đạp xe rẽ cả đất chạy về nhà. Vì cô biết rằng bây giờ người nào có thể đi vào giấc ngủ thì thật sự vô cùng quý giá và người có khả năng đó chính là con gái của cô. Nhưng vừa về đến nhà cô phát hiện ra con gái mình không thấy đâu nữa, thì ra Matilda lúc này đã bị bà nội đưa đến nhà thờ. Hiện tại tinh thần của mọi người đều đang rất hoang mang nên tìm tới đây cầu nguyện thần linh. Nhưng thần linh thật sự tồn tại sao? Có người cho rằng Chúa đang thử thách chúng ta, nhưng có người tuyệt vọng lại muốn mang cô bé Matilda hiến tế cho Chúa. Họ nghĩ rằng chỉ có như vậy thì con người mới có thể ngủ được. Không ngờ cảnh sát trưởng cũng đồng ý với phương án đầy man rợ đó. Ông ta định rút súng bắn chết Matilda thì bất ngờ một nhà khoa học xuất hiện. Anh nói muốn đưa cô bé vào viện nghiên cứu. Như vậy thì mới có thể cứu được mọi người. Nhưng vừa mới nói xong anh đã bị tên cảnh sát trưởng đằng sau bắn chết. Matilda cùng bà nội nhanh chóng bỏ chạy. Cả nhà thờ cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Tên cảnh sát nhanh chóng bắt được bà nội và ép bà khai ra vị trí của Matilda. Tuy nhiên bà chọn hy sinh chứ không để cháu gái mình bị hại. Nhờ đó mà Jill mới tìm thấy Matilda và đưa cô bé chạy trốn khỏi đám người điên cuồng kia. Gặp lại mẹ và em gái Noah cho rằng bọn họ nên đến viện nghiên cứu vì Matilda có thể là chiếc chìa khóa quan trọng để giải cứu loài người. Mặc dù không muốn con gái trở thành vật nghiên cứu nhưng nếu Jill và Noah đều chết vì mất ngủ thì cô bé cũng chẳng thể tự mình sinh tồn được. Tuy nhiên đừng đến viện nghiên cứu thì quá xa. Mà ảnh hưởng của cơn bão mặt trời lại khiến động cơ xe không thể khởi động được. Thứ có giúp họ di chuyển chính là những chiếc xe hơi đời cũ không sử dụng hệ thống điện tử. Thế là người mẹ vội vàng đến một gara sửa xe. Nhưng vừa mới bước vào cô liền trở nên hoảng hốt khi thấy một cái xác trên sàn nhà. Thì ra ông chủ đã bị sát hại bởi hai tên côn đồ bên kia. Có vẻ chúng có ý định cướp hết xe của ông ấy. Jill nhanh chóng ngồi xuống bàn để lẩn trốn khỏi tầm quan sát của chúng. Cô định bỏ ra ngoài nhưng quyết định quay lại lấy vài chiếc chìa khóa xe đang để chia khay. May mắn là hai tên côn đồ không hề chú ý đến cô. Cứ như vậy, ba người lái xe hướng thẳng về phía viện nghiên cứu. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy trước mắt là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Jill bước xuống thì phát hiện đây thực chất là một vụ xả súng trả thù cảnh sát của những tên tội phạm. Biết thế giới này đang rất điên loạn nên cô đã nhặt lấy khẩu súng lục rồi quay trở lại xe tiếp tục hành trình. Nhưng càng đi, Jill lại càng cảm thấy buồn ngủ. Cô đã ba đêm liên tiếp không được chợp mắt rồi, bây giờ lại còn lái xe vào ban đêm nên càng không có chút tinh thần nào. Thằng con ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, hai mắt vô hồn hướng về phía trước. Noah quay đầu lại nhìn Matilda đang ngủ ngon lành, cậu cũng muốn có được cảm giác hạnh phúc đó dù chỉ là vài phút.
Ngày hôm sau, bọn họ ghé vào một thị trấn nhỏ. Jill đưa con gái vào trong thư viện. Sau đó, cô lấy một khẩu súng ra và bảo Matilda cần lấy bắn thẳng về phía trước. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì bản thân cô sẽ không trụ được bao lâu nữa, cho nên cô bắt buộc phải dạy con gái mọi kỹ năng sinh tồn trong thế giới này. Nhưng Matilda lại sợ hãi khóc lóc không dám bóp cò. Người mẹ tức giận cầm lấy khẩu súng bắn liên tục. Không chỉ vì muốn làm mẫu cho con gái mà Jill còn muốn xả ra cho tinh thần thoải mái. Nhưng chính vào lúc này, Noah đột nhiên xuất hiện trách móc tại sao mẹ lại nổ súng về phía cậu. Suýt chút nữ chính đã tiễn thẳng con trai về miền xa xăm rồi. Trong khi hai mẹ con coi bản đồ xem đường nào đi đến viện nghiên cứu nhanh nhất thì Matilda đang gặp nguy hiểm. Đám phạm nhân trong thị trấn bất ngờ tràn ra đường. Một tên da đen trong số đó đã nhắm tới chiếc xe mà cô bé đang ngủ. Đợi đến khi Jill phát giác và chạy xuống dưới thì chiếc xe đã bị tên đó cướp mất. Còn tên tội phạm biến thái này dường như muốn thông cống với Noah. Hắn yêu cầu nữ chính ra con trai ra, giao giao cái lịch pẹ mày. Nói xong, cô trực tiếp rút súng ra chĩa thẳng về phía tên biến thái. Ấy vậy mà hắn không sợ, còn tiến tới khiến Jill nổ súng đe dọa. Ai ngờ vừa bắn xong thì hết đạn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì anh da đen bất ngờ lái chiếc xe quay trở lại cứu hai mẹ con Jill. Cả đoạn đường, nữ chính cầm khẩu súng hết đạn uy hiếp anh da đen không được làm bậy. Anh ta nói rằng mình không muốn làm tổn thương bất kỳ ai mà chỉ muốn rời càng xa nhà tù càng tốt. Mới đi được một đoạn, họ đã phát hiện phía trước là hiện trường một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Jill dạy cho Matilda cách hút xăng ra khỏi chiếc máy cày bằng ống nước. Đúng rồi, cứ hút thật mạnh và rồi đưa đầu ống vào can là được. Cô bé ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ và kết quả bị uống no xăng. Bà làm mẹ tôi hơi lâu rồi đấy. Trong khi đó, anh da đen tìm được một bộ quần áo mới. Đến tối, Jill tiếp tục dạy con gái cách lái xe. Cô bé khá thông minh nên mới đó đã có thể lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu. Anh da đen ngồi sau kể cho ba mẹ con nghe về bà ngoại của mình. Hồi nhỏ, bà nói rằng nếu có thể thì bà sẽ đốt toàn bộ sách giáo khoa để mọi người không phải đi học nữa. Chỉ có như vậy con người mới bình đẳng với nhau. Lúc đó anh da đen cười nhạo vì nghĩ đây là một điều hết sức ngớ ngẩn. Ai ngờ hiện tại cả thế giới lại trở lên bình đẳng do bão mặt trời quét qua. Người giàu hay người nghèo cũng sẽ chết nếu không được ngủ. Đúng lúc này, chiếc xe của họ bị một đám người cuồng tín tấn công. Chúng bắt tất cả những ai đi ngang qua đây để giết rồi treo xác ngược lên cây. Bốn người cố gắng phản kháng bằng tất cả những gì đang có. Thậm chí Noah còn phải dùng chiêu cẩu sực cắn vào tay kẻ địch. May nhờ cô bé Matilda nhanh trí đạp chân ga nên cả bọn mới thoát được. Đến gần viện nghiên cứu, anh da đen ngỏ ý muốn cùng ba mẹ con vào trong. Nhưng Hugh cho rằng chuyện này rất nguy hiểm nên không muốn liên lụy đến người khác. Thế là bọn họ chia chân từ đây, đừng ai nấy đi. Vì không biết bên trong viện nghiên cứu người ta sẽ làm gì với Matilda nên cô kêu hai đứa con ở ngoài chờ đợi. Tuyệt đối không được nghe theo bất kỳ bố con thằng nào cả. Còn cô thì tìm cách lẻn vào trong xem tình hình. Sau khi thành công vượt qua trạm lính canh gác, cô liền mò vào phòng nghiên cứu. Để không bị phát hiện, Jill đã cải trang thành bác sĩ ở đây. Nơi này ngoài những người có tinh thần mệt mỏi ra thì còn một bà lão cũng có thể ngủ như Matilda. Cô nhờ bà ấy nếu tất cả mọi người không qua khỏi ngày tận thế thì hãy giúp cô chăm sóc con gái. Đúng lúc này bác sĩ Murphy đi vào. Nữ chính nói dối rằng mình được một nhà khoa học kêu đến đây giúp đỡ nhóm nghiên cứu nên mới không bị nghi ngờ. Cô hỏi Murphy đã tìm ra cách cứu nhân loại chưa thì nữ bác sĩ liền lắc đầu. Nếu cứ như vậy thì con người sẽ sinh ra ảo giác và mất đi nhận thức về hành vi của mình, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Nhìn bộ dạng bà lão bị dày vò đến kiệt sức và kết quả nghiên cứu thất bại nên Jill quyết định không để con gái vào đây. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là anh da đen lại nhiệt tình chở hai đứa nhóc đến đây. Nữ chính thấy các con gặp nguy hiểm liền ngay lập tức xông đến ngăn cản. Nhưng không may cả cô và ba người còn lại đều bị bớ vào bên trong. Murphy sau khi biết Matilda có thể ngủ được liền trách Jill tại sao không đưa cô bé vào đây cho bà ta nghiên cứu. Đương nhiên chẳng có người mẹ nào lại mang con mình vào chỗ chết cả. Cô cầu xin đối phương đừng làm vậy nhưng không được. Lúc này cô bé vẫn không hề hay biết mình sẽ bị làm gì. Matilda sẽ bị đánh thuốc mê rồi mổ sọ để hút dịch não ra nghiên cứu. Nhưng đúng vào lúc cô bé bị đưa lên bàn mổ thì các binh sĩ đứng bên ngoài bỗng nhiên nổi điên bắn giết khắp nơi. Vì đã nhiều ngày không ngủ nên họ sinh ra ảo giác bị kẻ địch tấn công, cho nên gặp ai họ cũng nổ súng tiêu diệt. Nhân lúc hỗn loạn, Jill đã tự giải thoát cho mình. Cô vội vàng xông vào phòng phẫu thuật cứu Matilda. May mà nam bác sĩ vẫn còn tỉnh táo nên đã giúp nữ chính giết chết Murphy. Sau khi cứu được con gái, Jill vội vàng đi tìm Noah. Thế nhưng cậu nhóc lúc này đã rơi vào trạng thái hoang tưởng, cầm dây điện lên nghịch. Kết quả cậu bị điện giật cho bất tỉnh nhân sự. Matilda lập tức chạy đi lấy máy khử rung tim để Jill có thể sơ cứu cho Noah. Nhưng vì ở quá gần nên cả ba mẹ con đều bị dòng điện làm cho ngất xỉu. Không ngờ sáng hôm sau Noah đã sống lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này giống như cậu vừa mới ngủ được một giấc no lê vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng họ cũng hiểu ra phương pháp chữa bệnh, đó chính là chết một lần. Thế là hai anh em liền dìu mẹ của mình đi đến con sông gần đó. Họ sẽ khiến cho Jill bị đuối nước rồi cứu sống lại. Cơ thể con người cũng giống như một chiếc máy tính.
Nếu dùng quá lâu không nghỉ sẽ bị tràn bộ nhớ dẫn đến hệ thống bị ảnh hưởng giật là. Chính vì vậy một giấc ngủ ngon cũng giống như chúng ta khởi động lại máy tính. Điều này sẽ giúp tinh thần sảng khoái và hoạt động hiệu quả hơn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà!